số tiền thu được của các tội phạm tiền kỹ thuật số cao kỷ lục. Theo báo cáo của Chainalysis, tiền kỹ thuật số đổ vào các địa chỉ của ví điện tử liên quan đến các hoạt động phi pháp, bao gồm lừa đảo, thị trường chợ đen và sử dụng mã độc tống tiền, đã tăng 80% so với một năm trước đó. Những tội phạm mạng hoạt động trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số đã thu về được số tiền kỷ lục là 14 tỷ USD trong năm 2021. Đây là số liệu mới nhất được công ty phân tích Chainalysis đưa ra vào ngày 6 tháng 1, trong bối cảnh các nước đang kêu gọi tăng cường kiểm soát lĩnh vực tiền kỹ thuật số vốn đang rất là tăng trưởng. Chainalysis đã cảnh báo hành vi lạm dụng tài sản số tạo ra trở ngại lớn cho việc lưu hành những đồng tiền này, làm gia tăng khả năng chính phủ của các nước đặt biện pháp hạn chế, trong khi nạn nhân chịu thiệt hại lớn nhất là người dân vô tội trên khắp thế giới. Chainalysis cũng chỉ ra rằng một trong những yếu tố thúc đẩy sự gia tăng tội phạm liên quan tới tài sản số là sự bùng nổ của các hành vi lừa đảo và trộm cắp trên các nền tảng tài chính phi tập trung.